MB băng tuyển dụng, kinh nghiệm ứng tuyển và phỏng vấn. Có thể nói, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu thuộc phạm vi khối tài chính ngân hàng hiện nay, tạo ra không ít cơ hội việc làm cho các bạn trẻ được tham gia, trải nghiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được quy cách ứng tuyển cũng như chính sách về việc làm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Vì vậy, đừng bỏ qua nếu bạn không muốn bị thất bại trong tâm thế hoang mang khi ứng tuyển nhé. Ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn qua những nội dung quan trọng sau. 1. Sơ lược về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank. 2. Ngân hàng MB Bank chú trọng trong việc chiêu mộ nhân tài. 3. MB Bank tuyển dụng các vị trí hấp dẫn. 4. Sổ tay ứng tuyển việc làm Ngân hàng MB Bank. Để có thể hiểu rõ hơn về những thông tin, sau đây ta sẽ lần lượt tìm hiểu về từng nội dung quan trọng được nói đến trong video sau. Đầu tiên sẽ tìm hiểu sơ lược về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank, trên giao dịch quốc tế được gọi là Military Commercial Joint Stock Bank, hay còn gọi tắt là MB Bank, được biết đến với tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, là một trong ngân hàng thuộc hình thức thương mại cổ phần của nước ta. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được thành lập đến nay đã có bề dày lịch sử lâu đời, gần 30 năm hình thành và phát triển. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã khẳng định được vị trí vững vàng trong khối ngân hàng của Việt Nam nói chung và khối 5 ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng. Về vấn đề ngân hàng MB Bank tuyển dụng, thường chú trọng trong việc chiêu mộ nhân tài như thế nào? Với sự phát triển như vũ bão của hệ thống các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng tại Việt Nam, nhân sự đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, các ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội nói riêng rất quan tâm cũng như ưu tiên hàng đầu về chính sách chiêu mộ nhân tài, xây dựng hệ thống chính sách, quy chuẩn, văn hóa, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ. MB Bank đang từng bước gây dựng với mạng lưới nhân sự hoàn hảo, tận tâm trong phong cách phục vụ, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy tinh thần làm việc bằng năng lực thực tế, để nhân viên từ thấp đến cao có thể chứng minh sự tự tin, niềm tâm huyết, có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, tất cả mọi người đều có cơ hội làm việc, từ với đa dạng các vị trí việc làm dành cho cộng tác viên, thực tập sinh, nhân viên chính thức và vị trí chuyên viên. Được làm việc tại đây, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trẻ tuổi, có khát vọng và hoài bão làm giàu, được đào tạo nghiệp vụ tối tân, được học hỏi lớp người kinh nghiệm đi trước. Và bạn cũng sẽ được hưởng các chế độ, quyền lợi dành cho nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, chẳng hạn như du lịch, phụ cấp, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao. Đó cũng chính là lý do khiến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được ví như nhà tuyển dụng lớn trong khối ngành nghề này. Mời bạn theo dõi tiếp nội dung bên dưới nhé. MB Bank tuyển dụng các vị trí hấp dẫn. 1. MB Bank tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân. Mô tả về công việc ngân hàng tuyển dụng. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai các kế hoạch kinh doanh. Tham gia trực tiếp vào công tác bán hàng theo các chiến dịch, chương trình. Chào bán, giới thiệu và tư vấn hiệu quả các dịch vụ, sản phẩm. Quản lý, giám sát và theo dõi danh mục khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ. Chủ động phát triển mạng lưới khách hàng. Tham gia tổ chức, triển khai và xây dựng các chiến dịch. Về yêu cầu công việc tuyển dụng bao gồm: cử nhân cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành, ngân hàng, tài chính, ngoại thương, thương mại, kinh tế. Tin học ứng dụng và tin học văn phòng thành thạo, kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tự tin. Và mức lương, trên 10 triệu đồng. 2. MB Bank tuyển dụng chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Là một trong những vị trí công việc được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tuyển dụng thường xuyên, phổ biến. Công việc MB Bank tuyển dụng như: tìm kiếm, mở rộng và tiếp cận các quan hệ khách hàng mới, có tiềm năng. Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục. Thực hiện việc duy trì mối quan hệ thân thiết, chăm sóc và hỗ trợ tận tình với hệ thống khách hàng. Chủ động theo dõi, giám sát cũng như chăm sóc khách hàng chu đáo. Yêu cầu công việc: cử nhân đại học trở lên thuộc các chuyên ngành, ngân hàng, tài chính, ngoại thương, thương mại. Tư duy nhạy bén về tiếp thị quảng cáo và nghiệp vụ bán hàng. Giao tiếp khéo léo, chuyên nghiệp, có kỹ năng thương thảo và đàm phán. Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí liên quan. 3. MB Bank tuyển dụng chuyên viên khách hàng lớn. Mô tả công việc, tư vấn, giới thiệu và bán các dịch vụ, sản phẩm mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đang cung cấp. Xây dựng kế hoạch và chương trình chăm sóc khách hàng lớn. Thiết lập và xây dựng các mối quan hệ thân thiết, thu thập thông tin hồ sơ khách hàng. Về yêu cầu của công việc, cử nhân đại học trở lên thuộc các chuyên ngành, ngân hàng, tài chính, ngoại thương. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 4. MB Bank tuyển dụng giao dịch viên. Mô tả công việc, trực tiếp thực hiện các hoạt động vận hành các giao dịch dịch vụ tại ngân hàng, tham gia vào quá trình bán hàng trong các sàn giao dịch tại chi nhánh được phân công. Tiếp nhận,
giải đáp và giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, cung cấp số liệu liên quan đến tài chính, công tác kế toán, yêu cầu công việc, cử nhân đại học các chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, mức lương, từ 7 đến 15 triệu. Sổ tay ứng tuyển việc làm ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, bạn đã đối chiếu và thấy mình có phù hợp với công việc chưa? Hãy nằm lòng những bí quyết dưới đây để quá trình ứng tuyển có thể thuận lợi và thành công nhất nhé. Hồ sơ thi tuyển gồm những gì và nộp ở đâu? Hồ sơ thi tuyển vào ngân hàng thương mại cổ phần quân đội bao gồm thông tin cá nhân của ứng viên, kê khai đầy đủ và chính xác, bản điểm, photo và bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Nếu là sinh viên chưa tốt nghiệp, cần có bản điểm tạm thời hoặc giấy xác nhận là sinh viên năm cuối, các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Đối với các vị trí công việc yêu cầu kinh nghiệm, quyết định tiếp nhận hoặc các tài liệu chứng thực việc công tác trước đó, nộp hồ sơ thi tuyển tại các cơ sở phía Bắc, Hà Nội và cơ sở phía Nam, thành phố, hoặc tại trực tiếp chi nhánh của ngân hàng. Sinh viên có cơ hội thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hay không? Không phải sinh viên nào cũng được nhận vào thực tập. Cụ thể điều kiện ngân hàng thương mại cổ phần quân đội quy định như sau: là sinh viên năm cuối các trường có chuyên ngành liên quan, kết quả học tập khá trở lên, đơn xin thực tập theo mẫu của ngân hàng, bản điểm có xác thực và đóng dấu của nhà trường, giấy khám sức khỏe, hồ sơ xin việc. Trên đây là toàn bộ những thông tin cụ thể và hữu ích nhất. Chúc bạn chinh chiến thành công nhé. Sau đây là tóm tắt những nội dung quan trọng, sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB Bank. Là một trong ngân hàng thuộc hình thức thương mại cổ phần của nước ta, nói cách khác, ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chính là doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Quân đội Nhân dân Việt Nam. MB Bank đang từng bước gây dựng nên một đội ngũ, mạng lưới nhân sự hoàn hảo, tận tâm trong phong cách phục vụ. MB Bank tuyển dụng các vị trí hấp dẫn, với phần mô tả công việc rõ ràng, yêu cầu công việc nhanh chóng và mức lương vô cùng hấp dẫn. Hồ sơ thi tuyển vào ngân hàng thương mại cổ phần quân đội bao gồm thông tin cá nhân của ứng viên, kê khai đầy đủ và chính xác, bản điểm, photo và bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Nếu là sinh viên chưa tốt nghiệp, cần có bản điểm tạm thời hoặc giấy xác nhận là sinh viên năm cuối. Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube Bài học việc làm dưới đây để đón nhận thêm nhiều thông tin thú vị nhé.